Sau gần 2 tháng được Bộ Quốc phòng tăng cường và hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng chống dịch COVID-19, hôm nay gần 400 y bác sĩ quân y đã trở về để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tại đơn vị. Vượt qua những khó khăn vất vả, hiểm nguy nơi tâm dịch, tinh thần cống hiến và những hy sinh lặng thầm của các thầy thuốc quân y đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng đồng bào Nam Bộ, lan tỏa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. 171 y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105 và Học viện Quân y đã được tăng cường cho thành phố Cần Thơ, các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang và An Giang, với hơn 200 y bác sĩ tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những người có kinh nghiệm, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt. Rất nhiều cán bộ, y bác sĩ, học viên đã từng tham gia tăng cường chống dịch tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Dịch COVID-19 ở các tỉnh phía Nam được đẩy lùi cũng là lúc đoàn y bác sĩ của Bộ Quốc phòng trở về. Trong ba lô của họ không chỉ là hành trang thường ngày mà ở đó còn chứa đựng những tình cảm sâu nặng, nghĩa tình của đồng bào Nam Bộ. Gần 2 tháng đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ các tỉnh phía Nam, các cán bộ, học viên, nhân viên y tế của Bộ phòng đã giúp các địa phương đẩy lùi dịch COVID-19. Càng trong gian khó thì nhân dân đã cảm nhận rõ hơn tinh thần vì nhân dân quên mình của Bộ đội Cụ Hồ. Đây cũng là sự tiếp nối tinh thần bộ đội chủ động tìm đến với nhân dân chứ không để nhân dân khó khăn tìm đến bộ đội đã được những người lính Cụ Hồ thực hiện trong suốt thời gian vừa qua. Với tinh thần hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, cán bộ, nhân viên, học viên quân y đã không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, xông pha vào các điểm nóng, trực tiếp điều trị và chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19. Phối hợp cùng với các lực lượng y tế của địa phương lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, tiêm chủng vaccine, tận tình, chú đáo, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh, những thầy thuốc quân y đã đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ranh giới chúng tôi trực tiếp chứng kiến giữa sự sống và chết, có những cái chết ra đi mà chúng tôi không thể kéo lại được, mà ám ảnh vô cùng đến người làm chuyên môn. Thế tuy nhiên thì vượt lên tất cả vì bệnh nhân, cùng với bác sĩ, y tá, bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, chúng tôi cũng tham gia vào cấp cứu, điều trị và cứu sống được cho rất là nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch, tưởng như không thể qua khỏi. Ngày trở về thực sự hạnh phúc khi những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ trước Tổ quốc, trước nhân dân. Trong nồng ấm yêu thương của vòng tay đồng đội, những cống hiến của các y bác sĩ tuyến đầu cũng sẽ mãi in đậm trong trái tim của những người ở lại. Trong quá trình chống dịch thì được sự giúp đỡ của rất nhiệt tình của nhân dân cũng như là các cấp chính quyền, mình đã cảm thấy rằng là mình đã có một cống hiến rất là một phần sức nhỏ bé của mình để cho chống dịch vừa rồi. Tôi nghĩ là cũng giống như tất cả các đồng chí khác đều rất là vui mừng hạnh phúc khi được trở về đoàn tụ với gia đình khi mà dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Thì tôi nghĩ là mong chờ nhất chính là những người thân trong gia đình, hàng đầu là những đứa con, nhất là những các em bé nhỏ, sau đó thì đến có chồng, bố mẹ và tất cả những người thân. Sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ tăng cường giúp các tỉnh phía Nam phòng chống dịch COVID-19 thêm một lần nữa thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu, hết lòng vì nhân dân phục vụ của Bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh.